Vâng, và giờ đây chúng con còn cất lên lời ca tiếng hát nguyện cầu cho đất nước Việt Nam chúng con. Trong đêm tối này, những ngọn đèn được thắp lên, niềm hy vọng được thắp lên. Trong chiến tranh, chúng con vẫn cứ nuôi niềm hy vọng. Trong đau khổ thất vọng, chúng con vẫn nuôi niềm hy vọng. Trong những lúc cùng cực tối tăm đen tối nhất, chúng con vẫn thắp lên niềm hy vọng. Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Ngọn nến, ngọn đèn của lòng thương xót Chúa giữa một thế giới thờ ơ, lãnh đạm, giữa một thế giới không biết đến lòng Chúa xót thương. Chúng con tâm lòng biên chia lửa, lửa yêu thương bác ai dung người nghèo, để mọi người sớm phát cành gieo neo, để nhà nhà có cơm ăn áo mặc. Buồn anh Việt Nam.